Rồi mình xin chào cả nhà nha. Cái này mình đi giải cứu ngục nha cả nhà. Chắc này mới 6 giờ sáng. Nước thì nó chắc này cũng mới giật gồng rồi. Rồi mình cũng tranh thủ mình giải sớm luôn cả nhà. Rồi ngày mới mình mến chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và luôn thành công cho công việc của mình nha cả nhà. Rồi mình mời cả nhà cùng đi theo mình giải cứu ngục coi có dính gì không nha cả nhà. Đây này. Đổ ra luôn. Thì dở cái nào mình đổ cái đó luôn. Có mà ít. Hai cái có như đây cả nhà. Cũng được. Gắn gắn chung gắn luôn cá phi gắn luôn cả nhà ơi.
gắn vô luôn. Có tôm. Cái này, hai cái này có tôm cũng được. Mé bên đây cá lý, mé bên kia. Có tép. Tôi bự không? Đó, bên này mình còn một cái nữa nha cả nhà. Rồi mình qua mé bên đó mình chở cái bên kia nữa. Hai bà con. Này được mấy con hả nha?
Rồi xong. Đó, hết luôn được nhiêu đây. Gắn đó nha. Chung. Tôm gắn. Tôm gắn, cá rù biển. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip đi luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy hay, cả nhà cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình đó nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha. Nè, cầm.